Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Phố Núi TV. Xin mời các bạn nghe tình hình về giá cà phê ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2 năm 2020. Giá cà phê trên thế giới ngày hôm nay chưa có sự thay đổi so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Còn tình hình về giá cà phê trong nước ngày hôm nay, giá cà phê ngày hôm nay đi ngang so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Hiện giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng dao động ở mức từ 30.400 tới 30.500 đồng. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, ngày hôm nay có mức giá là 30.500 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh của tỉnh này có mức giá là 30.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay đang có mức từ 30.900 tới 31.000 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 31.000 đồng, còn tại huyện Ia Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ đang có mức giá là 30.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay dao động ở mức từ 30.600 tới 30.700 đồng 1 kg. Tại thành phố Pleiku và huyện Iagrai có mức giá là 30.700 đồng. Còn ở huyện Chư Bờ Rông, mức giá cà phê là 30.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay dao động ở mức từ 30.700 tới 30.800 đồng 1 kg. Tại thị xã Giang Nghĩa đang có mức giá là 30.800 đồng. Còn tại huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá cà phê ngày hôm nay là 30.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại huyện Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay có mức giá là 30.800 đồng 1 kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng như phiên giao dịch cuối tuần trước và đang có mức giá là 32.200 đồng 1 kg. Như vậy giá cà phê trong nước ngày hôm nay đi ngang so với phiên giao dịch cuối tuần qua và đang dao động trong khoảng từ 30.500 tới 31.000 đồng 1 kg. Giá cà phê thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng và cao nhất là tỉnh Đắk Lắk. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn nghe tình hình về giá tiêu ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2020 thì cũng đi ngang so với phiên cuối tuần qua. Tại tỉnh Đắk Lắk đang có mức giá là 38.000 đồng 1 kg. Tại Gia Lai là 36.000 đồng. Tại tỉnh Đắk Nông là 38.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá là 39.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ngày hôm nay là 38.000 đồng 1 kg. Và giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai là 36.000 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay. Các bạn xem video thì đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để ủng hộ cho kênh và xem những video mới nhất mỗi khi Phố Núi TV phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.